xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Chân Ái. Để có được chân ái không thể chọn một cái mà được ngay, mà là cả một quá trình. Trong quá trình đó, tất cả chúng ta đều phải biết chia sẻ với nhau, phải biết khơi dậy những điểm tích cực ở nhau và phải biết thông cảm cũng như bỏ đi những điểm chưa thực sự là hoàn thiện. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi để chúng ta cùng xem hai bạn có thực sự hiểu nhau hay không. Câu hỏi thứ nhất, nếu bây giờ có 5 tỷ đồng cụ thể luôn, thì hai bạn sẽ quyết định là mua nhà chung cư hay nhà mặt đất? 5 giây bắt đầu. Bên này chọn là mua nhà mặt đất. Quý chung cư. Rồi. Như vậy là một điểm trừ cho cả hai bạn. Câu thứ hai. Anh làm gì mặc anh ghê thế. Câu này quan trọng lắm. Lần này không được thì thua keo này ta bày keo khác. Vợ chồng có nên biết mã khóa của điện thoại nhau hay không? 5 có 4, hay không? 3 2 1 Xin mời bên đây đọc thơ. Không cần. Bên này có cần. Tôi thấy những cái đáp án này nè, nó hết sức là đời thường. 99% quý ông là đều nói không cần. Đúng. Và 99 phụ nữ là đều nói cần. Em có bạn trai chẳng bao giờ em lục điện thoại hết trơn á. Nhưng mà nó giấu là không có được. Đúng. Thà cho em biết em không đụng, chứ đừng để em cài vô em phá, em khóa. Đó. À. Cái tâm lý phụ nữ vậy đó, là phải biết không trùng khớp. Điểm trừ thứ hai. Tôi xin lỗi nhá, đây là điều tôi không mong muốn, nhưng có khi nào qua mấy câu hỏi xong hai bạn lại nhìn nhau như không quen biết không? Làm ăn thế này thì chết. Câu thứ ba, khi sinh nhật bạn gái, tức là sinh nhật Dung, thì Dung sẽ muốn tặng gì? Và theo phỏng đoán của Quý thì Quý sẽ tặng gì? 5 giây bắt đầu. Bên kia rất dài nhá. Nhẫn kim cương hạt xoàn. Tập làm văn. Dữ vậy trời. Bên kia muốn nhận gì nói đi, tôi đáp ứng cho. Bên này là thích Quý nấu ăn và hát một bài. Mình tích hợp lại với hai cũng hợp lý. Bên đây là vừa nấu ăn vừa hát một bài. Nhưng bên đây thì là mua về một bó hoa hồng và gấu bông. Ăn hoa hồng và ôm gấu bông để hát cũng được. Điểm trừ thứ ba không khớp. Quý Quý, em có biết hát không? Em biết. Làm bài. Yeah. Quý xin hát tặng Dung bài hát Tình Anh. Rồi. Tình Anh. Quá hợp lý. Thuyền ra sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn cơn sóng khơi xa. Thuyền có hay biển nặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Hey. Quý chọn một cái bài hát khá phù hợp với lại cái chương trình và rất là tâm lý. Tâm lý được. Người ta sâu sắc rồi. Đây sẽ là câu cuối cùng. Phòng ngủ của hai vợ chồng sơn màu gì? Cơ hội cuối rồi đó. Chị Dung sẽ thích màu vàng. Có khi nào trúng màu gì? Màu vàng. Em đúng là một chuyên gia luôn. Và quả nhiên Dung nói là Dung thích màu xanh. Chuyên gia. Màu gì? Thank you. Được rồi. Được, được, được. Tất thôi. Cả có thể sai. Phòng ngủ trùng khớp là được rồi. Nếu câu này mà sai, tôi sẽ hỏi bạn Dung là bạn có quyết định gì khác không đấy. Trong đầu tôi là nghĩ thế rồi. Thì tiếp theo đó chính là. Dạ bây giờ thì các bạn sẽ đến với một cái phần để làm cho đối phương cảm nhận được bản thân mình một cô gái như thế nào, một chàng trai như thế nào trước khi đăng ký tham gia chương trình Chân Ái. Họ đã có sự chuẩn bị, đầu tư và hy vọng như thế nào. Mời chúng ta sẽ đến với phần đọc thư tâm tình gửi cho người ấy. Bức thư tình gửi anh. Anh ơi, em muốn gọi anh bằng nhiều ngôn từ yêu thương hơn nữa. Baby ơi, ông xã ơi, em muốn được ôm anh và hôn anh mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là những ngôn ngữ tình yêu được thể hiện bên ngoài thông qua lời nói và hành động. Điều đó mãi chỉ là hình thức nếu thật tâm trong chúng ta không hiểu và thương nhau. Em chưa từng trải qua một mối tình nào, nên đối với em việc độc thân có thể trở thành một lá chắn an toàn. Nhưng có lẽ khát khao hạnh phúc trong em vẫn có. Đó là lý do em đã muốn tìm một nửa yêu thương cho mình qua chương trình Chân Ái này. Anh sẽ hơi mệt một chút đấy nhé, vì em đôi khi sẽ nũng nịu, trẻ con như tình yêu tuổi học trò.
đôi lúc khóc nhè muốn có anh bên cạnh. Nhưng em nghĩ những điều đó chỉ làm tăng thêm hương vị của tình yêu chúng mình mà thôi. Em là người tình cảm và rất thẳng thắn, vì thế em rất muốn hai ta tôn trọng thế giới quan của nhau, cùng chia sẻ quan điểm với nhau để hai bên có sự đồng điệu. Chúng mình từ hai người lạ trở thành người nhà, đó là quyết định của cả hai. Nó đến từ cảm xúc của trái tim và sự phù hợp mà lý trí mách bảo. Thế nên hãy để mỗi phút giây bên nhau đều thật tuyệt vời và hạnh phúc. Hãy trân trọng và cùng tận hưởng điều thiêng liêng đấy nhé anh. Hãy yêu thương nhau vô tư như những đứa trẻ. Hãy trân trọng nhau như những bằng hữu. Hãy trách nhiệm với nhau vì chúng ta đã chọn đồng hành cùng nhau. Rất dễ thương, rất đầm ấm, rất ngọt ngào. Mấy cái câu cuối cùng còn bắn hẳn sang bên này. Tôi có cảm giác hai bạn này nợ nhau kiếp trước rồi quý, xong khi mà Dung nói câu cuối cùng quý còn nào, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của quý. Gửi em vợ tương lai của anh. Đêm đã khuya, ngoài trời thì đang mưa. Cơn mưa rã rích làm cảm giác trong anh thật cô đơn lạnh lẽo. Anh ước gì lúc này có em bên cạnh anh thì hạnh phúc biết dường nào. Anh cứ hay mơ nghĩ đến em và hình dung về em. Anh nghĩ ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn và sự chờ đợi của anh, nên chưa đem em đến bên anh lúc này. Có lẽ chưa đúng thời điểm chúng ta gặp nhau, và anh sẽ đợi em cho đến khi em đến với anh. Nếu ông tơ bàn quyền sẽ duyên cho anh với em, em đã chọn anh và yêu anh. Anh hứa sẽ không để em buồn vì anh. Anh sẽ yêu em hơn cả những gì anh nói, và sẽ cùng em sống trọn đời bên nhau. Em cũng hứa với anh là một khi đã yêu thương anh thì em đừng buông tay anh, và nắm tay anh thật chặt để cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này em nhé. Trong cuộc sống vợ chồng có những khó khăn thử thách đòi hỏi chúng ta phải cố gắng vượt qua. Mỗi người đều là một kiến trúc sư số phận, tương lai huy hoàng đang chờ chúng ta xây dựng. Anh hy vọng em cùng anh vượt qua tất cả, xây dựng một tương lai bền vững và đến được bến bờ hạnh phúc viên mãn của hai chúng ta. Đêm đã khuya, đồng hồ đã báo nửa đêm, anh xin dừng bút ở đây. Chúc em yêu ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé. Hẹn khi gặp em, anh sẽ tâm sự với em nhiều hơn về anh. Chồng tương lai của em, Đình Quý. Tái bút gửi đến em, vợ tương lai của anh, 1000 nụ hôn nồng cháy, yêu em. Cho đến hôm nay thì tôi chưa thấy một bức thư nào mà giống một bài tập làm văn như thế này. Và bài tập làm văn này có đầy đủ trạng từ, trạng ngữ, chỉ thời gian, nơi chốn, địa điểm, hoàn cảnh. Mở đầu là đêm đã khuya và kết thúc cũng là đêm đã khuya. Vâng, anh viết thư trong lúc trời khuya, tôi biết. Đó là cảm xúc mà chúng ta nhìn thấy được tận trong sâu thẳm của bạn ấy hiện tại mới biết rõ mình đang muốn gì, cần gì. Và đây là thời khắc quan trọng nhất. Nhưng mà trước khi đưa ra quyết định này thì tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của ban cố vấn một lần nữa. Ali, trong cái khoảnh khắc này thì em nghĩ là những cái lời khuyên của ban cố vấn hay là bất kỳ một ai dành đến cho anh chị thì cũng chỉ là những cái lời góp ý thôi. Còn lại thì vẫn là cái sự cảm nhận từ chính trái tim của chị và anh. Và em rất là hy vọng là em thì em thích những cái gì đó happy ending, nên em muốn là có một cái gì đó nó thật sự bùng nổ vào cái phút cuối của chương trình Chân Ái. Cho nên em chỉ muốn nói là nếu cầu hôn thì mình đồng ý nhẹ. Tại vì mình có 18 tháng để mình trải nghiệm mà, đúng không ạ? Nam Thư, trầm ngâm hoài vậy em, suy tư quá. Em xin hỏi một câu ạ. Vâng. Em xin hỏi anh Quý ạ. Em xin lỗi, câu này có thể là hơi bất lịch sự xíu. Tại vì em trước khi trao chị em đi thì em phải hỏi kỹ. Anh có thể nói cho em biết lý do tại sao mình gãy đổ không ạ? Lý do gãy đổ hôn nhân của anh là vì người vợ anh ở xa quá, nước ngoài. Mỹ. Dạ. Thì khi kết hôn rồi á thì vợ đó về chỉ về đây một tháng thôi, xong là phải quay về Mỹ. Thì một năm thì tụi anh có thể gặp một đến hai lần thôi, nên có những cái mâu thuẫn á, nó xảy ra không có thể giải thích được. Rồi mâu thuẫn càng ngày càng lớn lên. Dạ. Rồi anh là người quyết định làm đơn chia tay. Hai người kết hôn bao lâu thì mình chia tay ạ? Kết hôn năm 2010, nhưng mà đến năm 2012 là anh nộp đơn. Và anh độc thân bao lâu rồi? Anh độc thân 3 năm nay.
Thật sự là hai anh chị thì ai cũng đã đủ trưởng thành và mình có thể chịu trách nhiệm một cách thực sự về cái quyết định của mình. Một điều thôi, em chỉ mong muốn là chị Dung sẽ luôn hạnh phúc. Còn anh Quý, chị Dung của em á, một cô gái rất là non nớt trong tình yêu. Chị Dung sẽ là một tiếp người vợ rất là tuyệt vời. Bởi vì anh thấy rõ cách giao tiếp của cô ấy, cách cô ấy quan tâm, cách cô ấy tinh tế khi nhìn vào cái hành động, đoán như thế nào, như thế nào. Em hy vọng là sau chương trình này, không phải qua 18 tháng, mà hai anh chị có thể đi với nhau 18 năm, 20 năm, không biết bao lâu. Chỉ một điều thôi, em chỉ mong rằng anh Quý đừng làm chị Dung của em tổn thương. Một người phụ nữ khó tìm. Cảm ơn ý kiến của ban cố vấn. Nhưng mà tham khảo thêm, ý kiến quan viên hai họ cũng cực kỳ quan trọng trong giây phút này. Đây, để tôi xuống. Chào anh. Theo anh là cậu em vợ lựa chọn thế là theo anh thấy thế nào? Đối với anh, hôm nay em đã chọn đúng, đúng người. Chúc mừng hai em. À, bây giờ người nhà của... Là bạn Hồng Anh à. Em thấy chị Dung với cả anh Quý thế nào? Dung thì là hướng đến cái tiêu chí là một người đàn ông là có sự sâu sắc, tinh tế và chân thành. Thì em thấy có những cái điều đó ở anh Quý à. Cho nên là em cũng hy vọng hai người cho nhau cơ hội để có thể phát triển và tìm hiểu nhau hơn à. Vâng, thế bạn Dung chọn thế này là theo bạn là có chuẩn không ạ? Dạ, em thấy là chuẩn ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Đó cũng là những thông tin để giúp cho Dung và Quý có thể đưa ra cái quyết định chính xác ngay bây giờ. Và chuyện gì đến sẽ đến. Có một buổi lễ cầu hôn ngay tại sân khấu này hay không? Xin quý vị cho một tràng pháo tay và âm nhạc được vang lên. Yeah! Kẻ mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hòa. Vậy mà sau bao năm, sáng lẻ loi cô phòng tràn ngăn với những mối tình đã tan vỡ. Xuân xanh sắp hết những ngày thơ không còn nghĩ ngợi. Xuân phố mưa tôi sao quên hết những buồn vui. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Xin lỗi là em có chọn anh nhưng mà em còn thời gian á. Còn nhiều thứ có lẽ chưa thấy rõ bằng thời gian. Những tin nhắn không như mơ mộng. Mà lúc sóng gió đến quấn vây quanh chuyện tình ta. Em thực sự là em rất mong muốn mình có thể có nhiều thời gian hơn. Xin tại vì khi mà trong cái lá thư của anh nó có chút chứa rất là nhiều tình cảm. Và trong lá thư của em với những tình cảm có nghĩa là mình đến với nhau rất là thật. Nhưng mà hãy cho nhau một cái cơ hội. Em có thể tìm hiểu hơn. Đồng ý nha. Không, nhưng mà thật sự em rất là trân trọng cái giây phút mà cầu hôn. Đối với em đó là điều rất là trân trọng. Hai đứa mình tìm hiểu với nhau và khi có cái tình cảm thật sự với nhau rồi thì cái giây phút cầu hôn này đó là thật sự hạnh phúc. Quý vị, chưa bao giờ có trường hợp xảy ra tại chương trình Chân Ái như hôm nay. Chàng trai mạnh dạn lên cầm chiếc nhẫn ở những dòng nhạc đầu tiên và bước xuống để mời cô gái bước lên sân khấu cầu hôn. Sau một hồi cô gái mở đài, chàng trai quyết định để nhẫn về chỗ cũ. Bởi vì một cô gái chưa yêu bao giờ thì đương nhiên mặc dù cô ấy là rất ngây thơ, rất là chân thành và sẵn sàng để mà đón nhận một cái tình yêu có thể là hạnh phúc, có thể là chân ái của cuộc đời mình. Tuy nhiên thời gian là sự cần thiết, bởi vì cô ấy cần phải trải nghiệm, cần phải tìm hiểu và cần có những quá trình để cô ấy được
hưởng một cái thời gian yêu đương hẹn hò để cô ấy được người ta săn đón, để được giận hờn, để được nhõng nhẽo chứ, đúng không anh? Cho nên quý, nhiệm vụ của em là chờ đợi và cố gắng. Em yên tâm là với một con người đĩnh đạc đàng hoàng như em, với một trái tim khao khát yêu thương của bạn Dung, thì chỉ vài tháng nữa thôi Dung sẽ là người thế này. Xem tổ chức các thứ đi, gặp mặt hai bên đi. Và chúng tôi đang chờ đợi thời gian đấy. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho hai bạn. Đây, tất cả là những giá trị mà tôi cảm thấy rất chân ái và tôi rất tự hào khi là một người đồng hành cùng với ekip thực hiện chương trình này. Quý vị còn chần chờ gì nữa? Hãy mạnh dạn tìm đến chúng tôi để tìm được một nửa yêu thương của mình. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với chương trình Chân Ái vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Hãy đến với Chân Ái và đừng bỏ lỡ.